A hậu Thạch Thu Thảo giản dị chơi đùa cùng các em nhỏ làng trẻ SOS. Trong chuyến thăm làng trẻ SOS Gò Vấp, A hậu Thạch Thu Thảo đã dành nhiều thời gian chơi đùa, trò chuyện cùng các bé cũng như giao lưu cùng các mẹ ở đây. A hậu hai cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Thạch Thu Thảo vừa có hoạt động thiện nguyện đầu tiên sau khi đăng quang tại làng trẻ SOS Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động mang tên Hành trình ước mơ tiếp nối với kỳ vọng hỗ trợ phát triển, nâng bước những giấc mơ chinh phục tri thức của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc. Trong chuyến thăm làng trẻ SOS, Thạch Thu Thảo đã trao tặng quà và đóng góp vào quỹ bảo trợ trẻ em của làng. Với trang phục giản dị, gần gũi, người đẹp nhận được sự chào đón nhiệt tình của các mẹ, các cô và những em nhỏ tại làng. Cô cũng dành nhiều thời gian chơi đùa, trò chuyện cùng các bé, xuống thăm những căn nhà nhỏ để giao lưu cùng các mẹ. Chia sẻ sau hành trình, Thạch Thu Thảo cho biết, Thảo rất vui khi được góp một phần công sức nhỏ bé của mình nhằm hỗ trợ và động viên các em trong cuộc sống cũng như trên hành trình chinh phục ước mơ. Thảo hy vọng sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi mọi người chung tay, quan tâm và hỗ trợ các em, đặc biệt là hỗ trợ về giáo dục. Được biết, trong tháng 10 tới đây, Thạch Thu Thảo sẽ có những chuyến đi đến các tỉnh miền Tây cùng với giám khảo Nguyễn Phi Vân để tiếp tục thực hiện dự án Thư viện ước mơ đưa tri thức đến với trẻ em nghèo, đặc biệt người dân tộc thiểu số. Ông Hoàng Long, đại diện làng trẻ em SOS Gò Vấp, chia sẻ, mọi sự đóng góp dù là vật chất hay tinh thần đều rất đáng quý với các em tại đây. Chuyến thăm của Á Hậu là sự động viên lớn cho các em. Tôi xin chúc Thạch Thu Thảo sẽ gặt hái được thành công lớn tại cuộc thi Miss Earth 2022 năm nay và trở thành nguồn cảm hứng vươn lên cho các em. Tại làng SOS Gò Vấp, kể từ sau khi đăng quang, mặc dù bận rộn với lịch trình rèn luyện catwalk, những kỹ năng giao tiếp và tiếng Anh để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Earth Hoa hậu Trái đất 2022 diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Philippines, Thạch Thu Thảo vẫn tích cực tham dự các hoạt động xã hội. Cô vừa tham gia chương trình Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng tại Bình Thuận.